Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Game Live, và hôm nay thì cậu Vàng sẽ có một video trải nghiệm con game mobile đang trong giai đoạn thử nghiệm ở trên Android có tên gọi là Metal Revolution. Như anh em đã thấy trên màn hình ở đây, game này đang thử nghiệm ở trên hệ điều hành Android nha các bạn. Mình sẽ để một đường link ở dưới phần mô tả để anh em có thể tải game và chơi thử tựa game này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tựa game này nhé. Rồi, chúng ta sẽ đăng nhập này. Game này đang thử nghiệm này, các bạn đăng nhập bằng tài khoản khách là được rồi. Rồi, nhạc rất là bốc luôn. Chúng ta sẽ có một cái con game về đề tài robot. Để xem cách chơi nó như thế nào đây. Rồi, đây là cái phần gọi là hướng dẫn. Chúng ta sẽ có một cái nút điều khiển như thế này, analog bên trái như thế này. Ok, có lẽ là mình sẽ chỉnh cái camera webcam ra một chút để cho anh em dễ quan sát hơn. Ok, mình sẽ điều chỉnh một chút nha, để cho anh em dễ quan sát hơn. Đây là rồi, thật ra để nguyên được. Chúng ta sẽ có một nút ở bên trái này để di chuyển này, trái phải. Đó, điều khiển là chúng ta sẽ một cái phím để nhảy. Ok, đây là cái những cái hướng dẫn cơ bản đầu tiên để các bạn con một cái game đối kháng. Một con game đối kháng nhá, game mobile đối kháng. Rồi, chúng ta sẽ có những cái phím tấn công. Cái phím bấm là mình liên tưởng mấy cái con game hệ máy 4 nút cầm tay ấy. Đó, có x mấy cái nút x y a b. Đấm móc này. Đó, đấm thường rồi đấm móc. Không biết là có tuyệt chiêu gì không. Chúng ta sẽ có một cái thanh của các phòng thủ. Block đòn. Block đòn. Các bạn ấn nút lùi thì sẽ block nha, block đòn của đối thủ nha. Rồi đấm ngược lại đối thủ. Cái game này đối kháng này. Hay đấy. Dành cho bạn nào mà thích kiểu đối kháng, nhưng mà đối kháng lại theo kiểu là về robot ấy, khá là thú vị. Rồi, hướng dẫn đây, chúng ta sẽ có thêm nút nút B này để làm gì đây. Một khi đây là hướng dẫn này, một khi mà đối thủ sử dụng những cái đòn tấn công trên cao ấy, các bạn có thể ấn phím nút lên và phím X để có thể counter attack lại. Đó, cái game này sẽ phụ thuộc các anh em là điều chỉnh điều khiển rất khá là cao nha. Đấy. Sao cũng cái nút này không biết là như là tuyệt chiêu rồi vậy. Đang ngoài rạp đang có cái bộ phim rồng đen ấy, Mortal Kombat ấy, cũng là về đề tài game đối kháng như thế này, khá là hay. Ta có một phím B để lướt. Bây giờ mình là phải nhanh tay, phải rất là nhanh tay này. Đó, bay lên. Đợi nó bay lên các bạn phải dùng cái gọi là counter attack trên không. Ok, bây giờ đánh đối thủ này. Nói chung là cũng có combo này nọ. Con game này thì đang thử nghiệm và chỉ có 3 ngày thôi. Nên có khi video này lên thì nó cũng kết thúc thử nghiệm rồi. Thì các bạn có thể theo dõi video của mình để gọi là theo dõi trước là về gameplay của cái trò Metal Revolution này. Chúng ta sẽ có rất nhiều nhân vật để mở khóa nha. Về game đối kháng thì có tập trung đánh nhau thôi. Chúng ta có một nút dash để lướt. Giữ nút back và để né đòn. Để né, ok. Ui, căng đấy. Vì đây, nút D và nút B. Nhảy lên để né đòn này. Đó. Ui, lại bị nó vặt chân rồi anh em ơi. Cái này phải combo rất là nhiều, học combo rất là nhiều này. Các bạn ấn, mình ấn chưa? Phải nhanh tay, combo. Đó, né đòn, nhảy lên né đòn.
Ok, bắt đầu đánh thật này. À, bị ngã thì nhảy lên này. Mày lão thằng gấu cốt đột đấy, trông mày to đấy. Đó, né đòn cái này phải chơi nhiều để quen tay cơ. À, có cả tuyệt chiêu luôn anh ạ. Đấy. Đó, ấn nút B để khi mà các bạn ngã thì ấn bàn nó sẽ nhảy lên. Có cả tuyệt chiêu này, critical art. Rồi. Rất là nhiều combo luôn, game hướng dẫn cực kỳ nhiều combo các bạn. Ta sẽ có. Ồ, rất là nhiều combo ở cái nút này nhá. Kiểu nút Phoenix này. Thấy không? Đối thủ gần hết thì các bạn phải dùng nút Phoenix này. Rồi. Nói chung là cái phần hướng dẫn game này thì mình cũng hiểu thêm được về cái cơ chế chiến đấu của con game này rồi. Bây giờ đánh này. Ôi, không kết nút rồi. Các bạn lúc mà gần chết, nó địch nó gần chết thì các bạn phải sử dụng cái Phoenix ấy. Đó, nói chung là game đối kháng, lâu lắm mới có một con game đối kháng được phát hành bản mobile như thế này. Ok, chúng ta sẽ đặt tên nhá. Cậu vàng 69. Con game này nó sẽ có dung lượng rơi vào khoảng khoảng gần 1 GB, gần 1 GB. Ồ, đơ rồi anh em này. Nói chung là server game mình nó cũng chưa ổn định lắm ấy. Mình mở khóa được một nhân vật đầu tiên này. À, mất mất kết nối rồi. Nói chung là đây game này nó đang trong giai đoạn thử nghiệm ấy, nên là nó cũng không quá ổn định nha các bạn. Đấy, bây giờ mới được rồi. Chúng ta sẽ có 3 chế độ chơi: rank, game, đánh thường và solo. Các bạn sẽ đánh kiểu dạng ghép trận. À, chúng ta có rất là nhiều những cái nhân vật để lựa chọn này. Có bảng chat này. Ok, chọn nhân vật và chiến đấu. Này là đánh boss. Đánh rank thì chúng ta sẽ đánh người với người chơi khác. Ui, thằng này hip hop à? Dân hip hop à? Được anh nhỉ? Ui. Mày block tạo. Mày block tao. Nó có cái thanh dưới thanh máu ấy, là cái thanh block ấy, nó chỉ đỡ đến một mức độ nhất định thôi. Mình finish này. À, hết năng lượng rồi. Ôi, không kết thúc thuật rồi. Nói chung là phải tập làm quen ấy, với cả tôi đang chơi bằng giả lập ấy nên nó không không quá, quá ngon được. Đấy, mỗi ván đấu có 3 round đấu nhá. Ai thắng 2 trước là người đấy chiến thắng. Mình đang dẫn 1-0 rồi. Ủa, nó đấm vỡ khiên mình luôn. Đau đây. Hết năng lượng để dùng cái tuyệt chiêu rồi. Nói chung là phải tập. Nói chung là game được.
bạn nào thích cái thể loại cái dòng game đối kháng thì sẽ thích cái con game này. Đó, nhận thưởng nhiệm vụ nữa này. Chúng ta có chế độ solo này, có chế độ arcade, à đi đánh cốt truyện nữa. Đấy, đi đánh boss cốt truyện này nọ nữa. Ở đây mình thấy game nó rất là nhiều nhân vật nha. Và nó là về đề tài máy móc, robot. Lốt game hơi lâu một chút. Được đấy, bạn nào mà mình nghĩ là anh em nào mà thích cái thể loại đối kháng thì sẽ thích cái con game này. Ui, cái cầm kiếm Nhật này, ngầu chưa? Tay không đấu kiếm này, chơi bời gì? Mày đỡ với tao. Này phải đánh quen cơ. Đánh phải đánh thật nhiều, chơi thật nhiều thì mới quen được. Ủa chưa? Sắp toang rồi anh em ơi, cẩn thận nhá. Móc luôn. Ơ trượt à? Ủa. Cái lúc mà dứt điểm ấy nó có slow motion. Phê lòi. Round đầu thứ hai này. Cái này ông nào mà chơi tập luyện quen ấy, combo đánh đối thủ bất tỉnh luôn ấy. Đúng kiểu bất tỉnh luôn ấy. Này đánh đau phết đấy, không đùa đâu. Gì đây, bình tĩnh nào. Có xong đấm được nữa. Có sao dùng. Phải đủ năng lượng thì mới dùng được tuyệt chiêu. Ồ, cái thanh dưới là thanh năng lượng chứ không phải thanh giáp. Cái đồ họa này mình nghĩ là nếu các bạn mình chơi bằng những cái điện thoại xịn ấy thì các bạn sẽ có một cái chất lượng đồ họa ok hơn. Ở đây mình vẫn chơi theo cái hướng dẫn của game này. Mình đây chúng ta có chế độ đấu rank này. Đấu rank là 1v1, hiện tại mới chỉ có 1v1 thôi. Anh em sẽ có rất nhiều nhân vật để lựa chọn nhá. Mình sẽ thử nhân vật Chromelon này. Đánh thử nhá. À, cái chất lượng đường truyền hơi kém thì thôi cứ đánh bừa đi. Chúng ta sẽ đấu hạng, đánh đấu hạng và đánh dạng xếp hạng thôi. Đây có phần nói chung là game thì do đây là một game nước ngoài ấy nên là cái chất lượng đường truyền nó chưa thật sự ổn định nên các bạn chơi đôi khi là nó sẽ giật lag gì đó. Ồ, đánh thử đã. Ủa, đánh đau. Mình ấn nhớ là ấn back để phòng thủ nhưng mà kiểu gì nhỉ? Ủa, thôi rồi, gặp đối rồi anh em ạ. Hai bên đánh đấy. Ồ, không kịp né luôn. Ôi sắp thua rồi. Xong dùng được cái tuyệt chiêu nhỉ. Đấy, nói chung là hơi cũng hơi khó hiểu, hình như là phải không có đủ năng lượng thì phải. Nói
chung là tôi đang chơi bằng giả lập với cả chưa quen các cái đòn combo ấy. Nên là đánh cũng chưa ok lắm anh em nhá. Đánh đau thật đấy. Ui, đánh cũng bất tỉnh luôn anh em nhá. Ôi, lật kèo chăng? Ôi, may quá, tôi vẫn thắng được anh em ạ. Một đều rồi, đây, ván đấu quyết định này. Ván đấu quyết định, ván đấu quyết định. À, này có khả năng tàng hình, thằng kia mỗi tướng nó có cách phòng thủ khác nhau nhá. Có tướng nó kiểu tàng hình để né đòn, có tướng thì nó lại có nhân vật nó lại thiên về kiểu là dùng để khiên để đỡ ấy. Ôi nó dùng cái chiêu này của nó đau dã man con ngàn ấy. Ôi thắng rồi anh em ơi. Được của nó. Rồi, trận thắng đầu tiên của mình khi đấu rank luôn. Đó. Nhìn chung thì game chơi mình nghĩ là tôi thì không phải là fan của dòng game đối kháng rồi, nhưng mà mình nghĩ là bạn nào mà fan của dòng game đối kháng sẽ có lẽ là muốn chơi thử con game này. Đó, dù sao đây là một con game mobile. Và mình cũng giới thiệu nhanh thôi cho anh em về cái con Metal Revolution này, một con game đối kháng mang cái đề tài giả tưởng một thế giới robot. Thì bạn nào mà quan tâm nêu rõ thì các bạn có thể đợi game chính thức ra mắt nhá. Hiện tại thì game mới thử nghiệm có 3 ngày thôi. Và đấy, server nó cũng không một sự là ổn định lắm. Khá là lag. Lag quá. Nói chung là server thử nghiệm mà. Mới cả nó là server nước ngoài nên là rất là thiếu ổn định. Thì mình cũng trải nghiệm nhanh thôi cho anh em về cái con Metal Revolution này. Bạn nào mà thấy video thú vị thì hoặc là thấy con game này, anh em đánh giá con game này thế nào thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào mà thấy hay đừng quên like, share, chia sẻ video. Cũng như subscribe cho kênh Tugame Online. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.